Hiện tại là 5 giờ sáng rồi nha các bạn. Bây giờ mấy anh em mình đi thăm 7 giờ dở 7 luôn ha. Cái đèn nào? Khỏi hả? Thì bò lên tới chỗ lên sáng chân hả? Đi dọc đường chi? Giờ chỉ xuống ngồi có tủ chứ giờ làm gì nữa đâu. Ê ê ê ê ê ví dụ mà làm cái sầm cái giờ cái tay đó này nè, bất kỳ phong á chứ nói gì thì đương nhiên rồi đó. À cái điện thoại, cái điện thoại trên mới bỏ cái điện thoại trong túi quần ướt nó ác mà chứ không có nó ướt ướt như vậy thế là cũng dơ lên. Cái sáng này có gì đâu bán nè, có là dầu thảo số lượng nó ít hơn cái đầu hôm ấy à. Có mình cho bán ra cạnh còn chút nó cạnh cái mình mà chút cái chân đó bắn viên bi mà ngày canh mình bắn mà cũng như không chúng đang bình tích. Tép cá gì nhỉ quá trời này, tông à. Ngọc tông. Cái thùng này chứ gặp cái thùng là bữa mà nhỏ rồi đó rồi lên làm luôn á. Lượng trên đây ít cái đi xuống, chúng ta không có dọn được. Ừ. Đây này. Con đầu tay sáng này bỏ nguyên con đi xin chùa ha. Nó có con bự thì to lụm tiêu rồi đòi bự như đó. Cái vậy thì chịu được, cái nào dính cái này là được rồi. Ừ.
Hai con luôn hay gì? Con à. Cỡ vậy cũng được chứ. Đây, cỡ vậy cái hộp vậy em ghé mua mấy cái lọc gắn. Cao nên đập cắt không? Mua ở đâu? Cái này kìa. Đủ. Này chậm chậm nè. Cái này mọc ra mấy cái kia. Là 5 cái 5 con rồi đó hả? Này mới hang không cua rồi. Này cua đủ. Trời ơi, con này mới to này cả nhà. To. Đồ. Đừng cứ ấy nha, để lúc hang nó chạy lên rồi ra đó. Hồi tối là y chang vậy đó phải không? Gan con đó hả? Được con chọc quá nái hả? Ủa con này cắm giùm chứ? Ép á, ép không luôn. Hay làm. Làm sao cái phải có con cái hụt mới được chứ. Vô, cho nó ra, anh cắn nước nó. Cái này ăn thịt được hả? Được, không. Đấy, ăn được. Cái hai nữa là gì? Bên đây còn cái nào có đi đường đó nó hay gì cả anh? Sao tại nó không chắc nè. Chưa chưa. Lụm. Lụm luôn hả? Mình đi tôi ra. Nhìn gì? Đạp á. Đạp luôn. Rồi. Vô góc này vậy? Lỗ đó nó chạy xuống lỗ này nè. Lòng chịu vô hả? Anh để cái lòng đó lấy nước tưới lên nó chạy xuống này được á. Chạy ngược cái ra phải không? Ừ chạy ra lỗ này nè, thiệt không? Ủa mà bên kia nó cánh đồng hút Thank you.
lưới sâu quá. Được quá. Gió nó bự quá. Ô một con. Đó, được mà, sao không chịu qua đi. Kìa, nó kìa kìa. Đi thăm 7 giờ là chết luôn. Đó, đó. Nè, nhìn nè. Con nó bự á. Ừ. Con này cũng coi coi này, cỡ con bên kia cái gì. Đó. Ừ, mấy cỡ vậy mới được chứ. Còn cái nữa hả? Cá hả, tối nó đó. Bốn cái đó hả? Năm cái. Mày xuống mấy ruộng hả? Vô. Vô hả? Vô không cánh? Vô kèo. Ủa, bữa thấy qua chục bự luôn à. Mà nhít nó nhỏ vậy không? Vô. Cái đó lớn nữa gì? Vô nè. Hai con luôn. Ừ. Rồi, đây hả? Vô đây luôn. Dính đuôi luôn rồi. Dính đuôi vô lò xo rồi. Hai luôn hả ca đi? Ừ hả? Hai con hai lòng á. Hai con luôn à. Cái vô ba con. Nếu ba con chưa thấy á. Nó chạy nguyên bầy á. Nó chạy vô. Nó giống như chạy đuôi ha. Hai chục. Hai mấy cái được 15 cái là ngon rồi. Chục to to mà. Mình như chục vô lòng là mấy nó còn gọn gọn gì không sao ha. Cái lòng bự hay gì rồi? Nhỏ vậy là măng lóng hả? Cái mặt da còn gì nữa đâu.